trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng nghe thể điệu Tây Thi Vắng, Niềm Tự Hào Dân Tộc, viết lời Nguyễn Minh, do tài tử Kim Anh thể hiện. Tiếp theo chương trình, tài tử Văn Thôn trình bày thể điệu Liên Nam, hát cùng biển đảo quê hương, soạn lời Minh Tuấn. Xa vời
xa xa thấp thoáng những con tàu dọc ngang canh giữ biển trời đại dương thiêng liêng chủ quyền từ bao đời còn ghi Việt Nam yêu dấu tự hào bao thế hệ anh dùng Hoàng Sa ơi, thân yêu rất gần, bao la nghìn trùng ôm trọn vòng tay. Biển xô sông hát âm vang như khúc quân hành rang danh. Cảnh trời nước thanh bình ơi biển trời người linh đạo sai canh từng giờ từng hải lý đại dương biển cương hải đảo ngư trường kia đoàn tàu ra khơi phấp phới tung bay cờ đỏ sao vàng mang trong lòng dòng máu rồng tiên hiện ngàn canh giữa biển trời nơi tuyến đầu quê biển mênh mông bao la tình mẹ như ngọn hải đăng chiếu sáng muôn đời đảo xa núm ruột thâm tình cả ba miền hướng theo âm vang sống Trường Sa yêu dấu khúc quân hành ngoài khơi của người lính biển xa xôi giữ chắc biên cương hậu phương yêu già bảo tháp phong ba vẫn dựng ngọn Việt Nam ngẩng cao đầu cùng bè bạn năm châu đến đây dòng vang chi quay hùng thời mở coi năm xưa giữa biển trời xa khơi Trường Sa ơi quần đảo thân thương mảnh đất thiêng liêng nơi cuối trời quay phong sừng sừng kiêu hùng cùng ngư trường mênh mông tận đoàn tàu đánh cá ra khơi đi lại dọc ngang gian vẻ tự hào đã khẳng định chủ quyền chung trời biển Việt Nam
còn kia là quần đảo Hoàng Sa, một cõi biên cương giữ bao đời như ý chí anh hùng của dân tộc rồng tiếng. Quê hương ta biển trời bao la, đẹp tựa bài ca vang mãi muôn đời. Từng cuộn sóng dâng trào như lòng quê hương tha thiết, ôi thương sao người lính biển giấy cao ngọn cờ nơi đảo xa xôi, sao vàng phấp phới tung bay giữa biển trời quê hương. Liên tục chương trình là tiếng hát của tài tử Kim Sang với thể điệu Song Phi Hồ Điệp, Bướm Xuân, viết lời Bạch Huệ. Thank you.
Chương trình được liên tục với tiểu điệu Tây Thi, Miền Tây Quê Tôi, viết lời Nguyễn Minh, do tài tử Văn Sĩ trình bày. Có ai về miền Tây thăm dòng sông nước Cửu Long phù sa ngon ngọt chính cửa sông tươi mát ruộng đồng là tuyệt tác thiên nhiên đất chính rồng đầy sông tiền ghé thăm vườn cây trái phù sa dung bồi đất mẹ vú sữa dinh kim nức tiếng xa gần có ai về đất Gò Công biển tân lịch sử còn ghi chiến thắng gian lận của quân dân ta bên kè quê hương ba đảo vừa xanh chiếc nôi đồng cởi năm xưa đội quân tóc dài nữ lần về ba tri thăm câu đồ và thắp nén hương nhớ nhà thơ trang nghiêm tướng niệm bút rạng ngời tuyệt tác văn chương đến lòng Tàu Tây ông Nguyễn Trung Trực có ai về làng Mỹ Lệ hôm nay đình giang thuốc tài tử đờn ca Tây Đồng Tháp đất sen hồng xa đét lao dung cao lạnh hồng ngự nông thôn đồi lấy uy nghiêm tưởng niệm ông Phạm Hùng tràng ôn long hồ mang thích nông thôn vươn lên mở mang thành phố Cần Thơ bến Ninh Kiều đò ghe tấp nập đây chiếc cầu nối tiếp tài tử Mỹ Phụng tiếp nối chương trình với thể điệu dòng cổ nhịp 16, Bác Hồ trong trái tim con, soạn lời Trọng Hứa.
lòng là sức mạnh của toàn dân. Đồng bào ta từ Nam ra Bắc luôn gắn bó ngàn đời khắc chặt một niềm. Xúc động trào dâng mấy chục năm rồi thống nhất non sông, con mơ một lần ra thăm Hà Nội được nhìn bác dịu dàng. Trời thủ đô gió lòng Ba Đình, nay con về đây thỏa ước nguyện của mình. Bác nằm đó với mái tóc bạc như phơ, gương mặt hiền từ phúc hậu thanh cao, trong bộ áo kaki bình thường giản dị, đôi dép nâu thấm mòn vì soi đá, đã cùng bác đi trên mỗi chặng đường. Mười chín tháng năm là tất cả trong mỗi trái tim, chúng con nguyện làm theo lời bác dạy, gian khổ hiểm nguy chẳng ngại thân mình. Bác ơi, ngài non sông tràn ngập niềm vui, cờ đỏ búa liềm sao vàng tung bay phấn phới, trong đoàn quân đi luôn có bác dẫn đường. Tháp mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất tên vàng. Kết thúc chương trình Tài Tử Mỹ Hạnh, viết lời và trình bày Thể Điệu Thể Phụng, tiếng sáo cô đơn. Dặn xa đâu đây tiếng sáo u buồn của người hành. Và dường như than thân trách phận,
bị bỏ rơi, không có họ hàng. Ngày đêm tiếng sao mưu sinh nhọc nhằn, cùng với chiếc gậy làm bạn thân. Chiều hòa lẫn trong dòng nước mắt đã cạn lâu rồi, chốn nhân gian sao lắm trai ngàn kẻ giàu sang, còn người khổ cực. Rồi một ngày kia còn được nghe nhạc khoan tiếng sao ông lão tật nguyền, thân ông qua kiếp trở về chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.